Trong đêm tối, chàng trai đi vào một trại hòm. Đây không phải là một trại hòm bình thường. Nơi này chuyên dùng để bắt và nhốt cương thi. Vì chúng là những thây ma nên thức ăn bình thường sẽ không ăn. Văn tài tới đốt nhang để chúng ăn, nếu không chúng sẽ hút máu người tới chết. Ta vội hé nắp quan tài ra xem thì bị một đầu lâu cắn vào tay. Sau khi thoát được, văn tài liền chạy về đằng sau mở nắp quan tài. Lúc này một bàn tay xuất hiện kéo anh ta lại. Trong lúc giằng co thì con cương thi đó bật nắp quan tài chạy mất. Cương thi bất ngờ xuất hiện phía sau, dọa anh ta tí nữa đái ra quần. Cũng may là anh nhanh tay giơ gương bắt quái lên kịp, không là về với đất mẹ rồi. Còn đèn giữ chân, 8 con cương thi đồng loạt tỉnh giấc. Thì ra con cương thi trong quan tài ban đầu là Thu Sinh đóng giả. Thu Sinh đang hí hửng vì dọa người anh xem xanh mặt, ai ngờ đám cương thi thật đang nhảy lại chỗ họ. Hai người chạy toán loạn, cũng may sư phụ và sư thúc có mặt kịp thời. Dùng tay vẽ bùa chú rồi dùng chính máu mình để phong ấn cương thi lại. Ngày hôm sau, Nhậm lão gia đưa Lâm sư phụ và mọi người tới huyệt chôn cất cha ông. Lâm sư phụ xem qua đã biết là có vấn đề. Người ta thường nói, mai táng kiểu quan tài nằm đứng sẽ khiến cho gia đình buôn may bán đắt. Lâm sư phụ cho người đào mộ lên. Quan tài đúng là được mai táng theo kiểu thẳng đứng. Khi mở nắp quan tài, thi thể vẫn còn nguyên vẹn sau 20 năm chôn cất. Để giải được bùa chú, thi thể phải được mang đi hỏa táng. Trên đường về xuất hiện một kiệu ma. Ma nữ xinh đẹp đó chính là cô gái chết trẻ mà Thu Sinh thắp nhang hôm trước. Có lẽ cô không phải là con ma hại người, vì cô chỉ bay tới và ngồi sau xe, chứ không làm hại anh. Vì kết giới vẽ thiếu một đường nên phong ấn không đủ mạnh. Cương thi dùng hết sức phá quan tài thoát ra. Nó hướng tới Nhậm gia và ra tay sát hại Nhậm lão gia. Lúc này xác của Nhậm lão gia đã biến thành cương thi. Mặc dù sợ đái cả ra quần nhưng Thu Sinh vẫn phải cầm bùa dán vào đầu cương thi. Không ngờ cương thi có sức mạnh hơn người. Nhấc Thu Sinh ném qua ném lại. Cũng may là có chút tài nghệ nên anh đã nhanh chóng dán được lá bùa. Oai thấy có người trong đấy bèn sai hai tên lính ra ngoài để anh ta tự xử lý. Anh ta còn tiện tay tháo luôn lá bùa. Đúng là ăn hại thật má. Cương thi sống lại. Nó bắt đầu tấn công mọi người. Súng đạn cũng không làm gì được. Hai người hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của nó. Đám lính bên ngoài thấy ma quỷ cũng đóng cửa chạy mất dép. Cương thi dùng tay định bóc cổ Oai nhưng đâm vào cửa bị kẹt lại. Thu Sinh nhanh chóng lấy bùa dán lại, nghĩ rằng trời sắp sáng thì cương thi ông nội không tới. Ai ngờ ông nội tới thăm cháu thật. Chỉ một cái đẩy nhẹ là cổng sắt đổ ngay. Mọi người sợ hãi chạy toán loạn. Văn Tài cần hàng nóng bảo vệ người đẹp, ai ngờ sợ té đái núp sau lưng. Đình Đình thấy vậy bèn kéo Văn Tài lên phòng, trốn vào trong tủ quần áo. May mắn lúc này Lâm sư phụ cùng mọi người đã tới kịp. Ba người dùng dây kết giới nhưng không làm gì được nó. Bay vào đá bên trái, đá bên phải, đấm bên trên, đấm bên dưới mà nó vẫn đứng vững. Cả ba thầy trò bị cương thi đánh bay ra. Có lẽ vì bị phong ấn trong huyệt đạo quá lâu nên có sức mạnh lớn như vậy. Nhân lúc cương thi đang đuổi theo Thu Sinh, Lâm sư phụ dùng dây tạo một kết giới khác. Cương thi nhảy xuống ngay kết giới đã chờ sẵn. Dù có sức mạnh thế nào thì cũng bị kết giới này hành cho ra bã. Sợ quá, cương thi liền bỏ chạy. Vừa ra tới cửa thì trời lại mưa to. Ma nữ bèn mời Thu Sinh uống một ly rượu cho ấm người. Trong cơn phê pha, hai người ôm chầm lấy nhau. Có lẽ vì trời mưa to gió lớn, lạnh lẽo nên họ ôm nhau sưởi ấm. Mới xong hiệp một, chân tay Thu Sinh đã run lẩy bẩy. Tính đi về thì trời lại nổi sấm chớp, anh lại phải làm hiệp hai. Tối đó, Thu Sinh lại mò tới căn nhà mà ma nữ đang ở. Tiểu Ngọc vừa ôm Thu Sinh liền bị đẩy ra. Hóa ra Lâm sư phụ đã viết bùa chú lên người Thu Sinh. Cô ta kêu Thu Sinh lao đi ngay, không ngờ anh ta không suy nghĩ, lao đi thật. Ma nữ đánh thức Thu Sinh và làm phép khiến anh nhìn sư phụ nhưng lại thấy oai. Đúng là sướng con chim mù con mắt. Thu Sinh nhiệt tình đánh Lâm sư phụ như con đẻ. Lá bùa trên trán rơi xuống, ma nữ liền chạy thoát thân. Sau đó là một trận phong ba, gió thổi mạnh đến nỗi cả căn nhà tan hoang. Mọi người chuẩn bị kết giới để đón tiếp cương thi. Có vẻ như nó đã hồi phục sức mạnh. Một chưởng đá banh cả cánh cửa. Vì dưới sân là gạo nếp nên nó chạy đi chỗ khác. Lâm sư phụ cũng vừa về, phát hiện cương thi ở trại hòm nên dẫn Thu Sinh theo. Không ngờ cương thi lại trèo lên nóc nhà để tránh dẫm phải gạo nếp. Bây giờ cương thi đã mò vào trong nhà, nó bắt đầu tấn công ba người trong đó. Văn Tài bị cương thi đánh bay xuống lầu. Oai và Đình Đình chạy vào trong phòng, dùng tất cả các đồ có trong phòng chặn cửa lại, nhưng cũng không ngăn cản được. Rất may là sư phụ và Thu Sinh có mặt kịp thời, dùng dây kết giới tấn công lại nó. Cơ thể nó cứng như thép, đao chém vào cũng không hề hán gì. Lâm sư phụ còn bị nó đả thương. Thu Sinh dùng đoạn dây kết giới cuối cùng cứu sư phụ. Lúc này sư thúc dẫn cương thi quay trở về. Ông dùng phép điều khiển cương thi tấn công con cương thi cứng đầu kia. 10 con cương thi lao vào khống chế cũng bị nó đánh bay ra. Nhân lúc nó dẫm lên gạo nếp, ba người nhanh chóng lao vào khống chế.
Lâm sư phụ kêu oai hút hết khí trong miệng nó ra, Đình Đình thấy oai sợ hãi bèn tự mình hút. Nhưng chưa kịp hút thì nó đã thoát khỏi sự khống chế. Cuối cùng, mọi người dùng lửa thiêu chết con cương thi cứng đầu. Bộ phim đến đây là kết thúc.